Chào các bạn. Hôm nay mình đi săn bonsai. Thì vừa được cái cây gốc cây dành dành, bụi dành dành này các bạn. Mệt quá các bạn. Mãi mới đưa được về đây. Đấy. Mình mới cắt tỉa qua sơ sơ về cái phần rễ. Đấy. Và đây là toàn bộ cái búi của nó. Cắt qua một chút bên ngoài thôi, còn bên trong vẫn nguyên. Này còn phải cắt sửa rất là nhiều, nhưng mà các bạn này cho các bạn mình quay cho các bạn xem sơ qua đã. Bạn xem. Mình quay cho các bạn xem nhé. Đây. Mặt này nó như thế này thì các bạn này. Đây nghe chừng cũng mấy nhánh rồi, nhưng mà nó cũng phần gốc này nó khả năng nó cũng liền rồi các bạn này. Đấy, đây này, các bạn nhìn này. Đấy, khả năng nó niền rồi này. Đấy, lâu ngày nó niền rồi. Đây, các bạn nhìn này. Gần một gang của mình, nguyên cái phần bệ này. Nó tầm vào khoảng 18 phân. Các bạn ạ. 18 cm cái phần đấy này. 15-18 cm. Đấy. Rất là khủng. Bên trên này là nhiều cành nhỏ. Đấy. Mình đang nghiên cứu xem là cắt kiểu gì, và sau đó mình tổ chức cho dâm cho nó lên, sau này mình tiếp tục chỉnh sửa sau. Đấy, đấy các bạn nhìn một búi này. Đấy. Mình quay tiếp mặt nữa cho các bạn xem nhé. Để ngày mai các bạn có ý kiến cho mình để xem nên chơi kiểu gì. Nên là chơi kiểu búi dáng rừng, dáng tự nhiên đi. Cái mặt bên này thì nó khoảng 20 phân. Các bạn ạ, 20 phân. Các bạn nhìn. Mình tiếp tục quay cho các bạn xem. Đây cái phần này nhìn cái này nó cũng trông rất là đẹp các bạn này. Đấy. Rất là đẹp. Chiều này thì không được đẹp lắm. Đấy, những cái phần thân này nó cứng và đơ. Đấy. Không được đẹp. Đấy. Những cái gốc này thì nó lại liền với phần bên này. Đấy các bạn này. Đấy. Nên cũng thể để mình dâm xong nó liền tiếp xong thì mình cắt đây đi, hoặc là lấy phần trong, hoặc là lấy cắt phần trong lấy phần ngoài thì tiếp tục phải tính toán các bạn. Các bạn xem góp ý cho mình nhé. Chỗ này khả năng nó cũng liền này. Đây, đây cũng liền. Mỗi phần này cái thân này tách ra thì rất là đơ. Thì cái cây đấy khả năng là sẽ bị tách các bạn.
mỗi cái mặt này là trông vẻ đẹp nhất. Nó cao khoảng hơn mét nhưng mà chắc hơn tí, mình sẽ cắt bỏ vợi đi thì mình dâm đã. Trời rất nắng các bạn, nên là mình quay hơi bị bóng cái điện thoại xuống nó đã tối sầm màn hình rồi. Về cái chiều cao này của nó thì cái cây nó chỉ tầm khoảng 20-25 cm thôi. Một búi gốc chặt đi nhiều cho nên thành một búi gốc này nó chỉ cao tầm 25 cm thôi. Cái cây bên này, cái thân này thì cao được tầm khoảng, để các bạn nhìn. Đấy. Cái thân này thì nó cao được khoảng 30, hơn 30 cm. Đấy, nhưng mà chắc là nếu mà có ai dùng thì mình phải cắt cái đoạn này đi. Còn tầm 35, 30 đến 35 cm, tầm 30, gọi tầm 30 đi. Đấy, vì cái đoạn này nó cũng có hơi dập nên khi mình cắt thì chắc còn khoảng tầm 30 các bạn. Mình cũng không làm mất thời gian các bạn nữa, và mình cũng tổ chức cắt vợi và đem dâm. Đấy, xin chân thành cảm ơn các bạn và mong được sự góp ý của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Tạm biệt các bạn.